Ca sĩ Khao Giót và Á Hậu Thanh Tú vừa bất ngờ gửi đến khán giả một chuyện tình đẹp đầy lãng mạn qua MV Mình yêu nhau bình yên thôi. MV mang đến một cảm xúc yên bình khi hai con người đã dịu nhau đi qua những tháng năm thanh xuân rực rỡ. MV cũng là lời cảm ơn chương trình Hành Trình Văn Hóa Việt suốt một năm qua đã cho Khao và Thanh Tú những trải nghiệm văn hóa tuyệt vời ở khắp mọi nơi trên dải đất hình chữ S.